Trong kinh, Đức Phật đã dạy thấy xá lợi là thấy Phật là thấy Pháp là thấy được Niết Bàn. Chúng con tuy không được sinh vào thời Đức Thế Tôn tại thế, nhưng thật là phước duyên cho chúng con vẫn còn được nhìn thấy kim thân xá lợi của Thế Tôn. Đây là hạnh phúc vô bờ của chúng con. Và lòng tin của chúng con được vững chắc ở nơi Thế Tôn. Đức Thế Tôn là chân thật, một con người siêu việt đã xuất hiện trên trái đất này với trí tuệ và đạo đức của Ngài, đã đem đến cho thế gian một chân lý sống thật là cao đẹp và dẫn dắt thế gian chúng con đi đến con đường giác ngộ, giải thoát, ra khỏi hết thảy tất cả đau khổ, tử sinh luân hồi. เพื่อเป้าหมาย